Minh Đường Tử vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 17 tháng 4 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi tuổi Tý ngày thứ bảy này cho thấy bản mệnh đang gặp phải nhiều khó khăn trong chuyện gia đình cục diện tương hại cho thấy mâu thuẫn càng kéo dài thì càng trở nên nghiêm trọng hơn, khó bề hòa giải. Với con giáp này muốn dành thêm nhiều thời gian cho gia đình, nhưng thực thần xuất hiện cho thấy thời cơ kiếm tiền đã đến. Chẳng mấy khi có được cơ hội tốt, nếu từ chối thì thực sự có thể đánh mất thời cơ, tiền bạc cũng lùi xa. Sự lựa chọn này có thể khiến cho tuổi tí phải dây dứt trong lòng có điều giữa mùa dịch bệnh có tiền tiêu là tốt bạn chẳng dám mạo hiểm để cả gia đình phải chịu khổ cùng mình ít nhất cũng muốn nguồn tài chính trong gia đình được ổn định tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim tài lộc khó kiếm không nên kéo dài công việc đem đến bất lợi sự cầu mong về quý nhân giúp đỡ không được như ý do có sự từ chối khéo hoặc chỉ gặp trên điện thoại tránh sự thị phi tranh cãi có tin tức không tốt về sức khỏe công danh tài lộc của phái nữ trong thân tộc bè bạn tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy mọi sự mong cầu về tiền bạc sẽ có kết quả tốt nhưng chậm đến thuận lợi cho việc tạm ứng vay mượn đầu tư nên cẩn trọng về giấy tờ văn tự có sự thiếu sót hoặc cần phải bổ sung có tin tức ở xa nói chung là không nên nóng nảy trong mọi việc tình cảm tốt có thân nhân hoặc bè bạn gặp rủi ro hoặc đau ốm tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa những việc đã có dự tính hoặc đang tiến hành thì cứ tiếp tục có người cũ hoặc việc cũ đến đem lại sự thuận lợi cho mình nhà có sự hội ngộ họp mặt của bè bạn người thân hoặc có tin vui đến có tài lộc tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ không nên mưu cầu những chuyện lớn lao dễ gặp sự đảo lộn không như ý hoặc có chuyện thay đổi rời chỗ rời hẹn cho công việc sức khỏe không tốt chỉ thuận lợi cho việc nghỉ ngơi sắp xếp suy tính lại những việc đã qua đặt kế hoạch mới cho công việc sắp tới tử vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc nên mạnh dạn nói lên ý nghĩ của mình về công việc cũng như tình cảm khi được hỏi ý kiến. Ngày có sự hội họp, bàn thảo, nhóm bạn, gặp gỡ người thân hoặc có tin tức của họ. Có tin thuận lợi về công việc làm ăn và có rất nhiều việc đến cần phải giải quyết. Tài lộc tốt. Con số may mắn, 3, 7. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục, trắng. Quý nhân phù trợ, dậu thân, tị. Tử vi tuổi sửu trong ngày hôm nay, vận trình cục diện ngộ hành lục xung sẽ khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy có những biến chuyển khá tiêu cực. Con giáp này không đủ kiên nhẫn để lắng nghe, càng không thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của đối phương. Về phương diện tình cảm của tuổi sửu trong ngày thứ bảy này. Điểm báo tình cảm càng ngày càng dạn nứt do thiếu thông cảm cho nhau. Cuộc sống vốn đã khó khăn nhưng bạn và người ấy lại không chịu ngồi xuống để nói chuyện, chia sẻ, tâm sự với nhau mà không ngừng tranh cãi. Với người độc thân thì hôm nay bạn trải qua một ngày khá buồn tẻ. Bạn thấy cô đơn lạc lõng khi không tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Dù bạn bè, người thân ra sức giới thiệu nhưng duyên vẫn chẳng thành. Tử Vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, ngày xung của bổn mạng, dù việc trước mắt có biến động như thế nào nên giữ vững lập trường mà tiến hành. Nên xem ý kiến của người khác như một sự tham khảo. Tin tức mong cầu hoặc người mình cần gặp còn chậm chưa đến nhà có tiệc, có khách đến. Tài lộc tốt, việc đến rất nhanh, tử vi tuổi đinh sửu, thuộc mệnh thủy. Không nên mưu cầu, tiến hành những việc lớn lao, ra đi cũng có sự trở ngại hoặc không có lợi gì. Mọi tin tức đến dễ có sự cháo trở, đảo lộn. Ngày nên thu vén, sắp xếp lại công việc cho ổn định. Nên nghỉ ngơi, không nên tính toán. Có tin xa, tài lộc vào ra thất thường. Có lộc nhỏ, tử vi tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hỏa. Ngày sung của bổn mạng ngày không nên quyết định giải quyết những chuyện lớn lao nếu có tin tức đến chớ vội tin và cũng không nên quyết định nhanh chóng cần có sự hội họp bàn thảo có tin buồn ngày tài lộc vào ra thất thường dễ hao sức khỏe không tốt tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ có tin buồn của thân nhân ở xa hoặc có tin tức cần phải tiến hành về công việc đã tạm thời bỏ dở có sự sắp xếp tu bổ sửa chữa về nơi ăn trốn ở của mình cùng thân nhân hoặc hao về mua sắm cho những gì cần thiết của công việc sắp tới ngày không nên quyết định những việc quan trọng có sự nhờ và cần giúp đỡ của bè bạn thân nhân tài lộc trung bình tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc ngày xung của bổn mạng có nhiều công việc tin tức đến trong ngày rất bận rộn tốt cũng có xấu cũng có nên giữ hòa khí với mọi người trong nhà cũng như trong công sở vì ai cũng có tinh thần phải lo tài lộc có nhiều sự chi tiêu bắt buộc. Đừng mưu cầu việc lớn mà hãy chăm chú giải quyết cho xong các việc hiện tại. Con số may mắn, 18. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. Tử vi tuổi dần. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, trong ngày thứ bảy này, người tuổi dần đang được chính tài hộ mệnh, nhờ thế mà tài vận hôm nay khá vượng, tiền bạc không lo túng thiếu thu nhập ổn định giúp bạn vững tâm phần nào ngày này lại đang gặp ngày thổ mộc xung khắc khiến cho mối quan hệ tình cảm giữa hai vợ chồng không được nồng nàn thắm thiết chuyện bé xé ra to con giáp này cần phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết chứ không phải để cảm xúc lấn át hết lý trí với người tuổi dần có nhiều tham vọng mong muốn được thực hiện nhưng không phải lúc nào thực tế cũng đúng như mơ ước nhiều nỗi buồn chất chứa trong lòng có thể điều đó khiến cho bạn dễ dàng bùng nổ hơn bình thường tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy nên thân cận với người lớn tuổi hoặc cấp trên nhờ giúp đỡ ý kiến khi quyết định công việc có tiệc nhóm bạn hoặc có sự thay đổi sửa chữa tu bổ dọn dẹp về nhà cửa văn phòng tiền bạc vào nhanh ra nhanh không nên quá tham lam sẽ có hại có quý nhân giúp đỡ về công danh tài lộc tình cảm tốt gặp bạn hoặc có khách đến hoặc có tin tức của họ hạp các nghề xây dựng kiến trúc địa ốc bảo hiểm tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa không nên hấp tấp vội vàng trong mọi quyết định sự mong cầu sẽ khó có kết quả hoặc có sự rời hẹn sai hẹn tin tức không đến nên tìm lại những kinh nghiệm cũ mà ứng phó thì sẽ có kết quả tốt có sự hao tài về mua sắm tu bổ sửa chữa hoặc về tiệc tùng đình đám tin vui tài lộc trung bình có người đi xa quay trở về tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ có người thân có bè bạn đến hoặc nhận được tin cần sự giúp đỡ của mình về làm ăn mua sắm trao đổi hàng hóa vật dụng sự thỏa thuận nặng về tình cảm uy tín hơn là vật chất tiền bạc nếu có tài lộc thì không nên tiến thêm sẽ gặp điều không hay ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ hoặc có công việc mới tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có tin tức không tốt ở xa việc đi xa hoặc muốn thay đổi công việc giải quyết một cách dứt khoát chưa có kết quả tốt không nên vì tình cảm quá mức mà buông thả cho họ hành động sẽ có thiệt thòi hoặc mang tai tiếng thị phi ngày có nhiều người đến vì tiệc tùng gặp gỡ không nên sợ sự thiệt thòi sẽ có lợi về sau điều tưởng chừng đã mất đã quên sẽ tìm lại được gặp lại người xưa việc cũ không nên cãi nhau vì bất đồng quan điểm việc ăn uống xử sự, sự mỗi người đều có tánh ý khác nhau nên tôn trọng tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim ngày có sự hội ngộ tiệc tùng tu bổ sắp xếp lại công việc hoặc có tin tức ở nơi xa không nên bày vẽ thêm sẽ không có kết quả mọi việc chỉ nên giới hạn khi cần thiết. Tài lộc dễ hao, có người đi xa, gặp lại người xưa, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ cần phải giải quyết. Con số may mắn, 3, 5. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, đen, vàng. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. Tử vi tuổi mão. Xem tử vi thứ bảy này cho thấy, người tuổi mão hãy thừa nhận tình cảm của mình với đối phương đi nhé, yêu thì nói là yêu sao phải giấu giếm làm chi chỉ khiến cho cơ hội vụt mất mà thôi ngày này bạn đang có được tam hợp quý nhân ở bên nếu bạn không nhân thời cơ đào hoa vượng sắc này để bắt đầu một mối quan hệ mới thì e rằng bạn sẽ còn mất thêm nhiều thời gian hơn nữa để tìm kiếm người thực sự muốn thành đôi với mình đó ngày này cũng đang gặp thiên tài chiếu mệnh nhắc nhở con giáp này đừng vì chuyện tình cảm mà quên mất việc mình phải kiếm tiền hôm nay tài lộc khá vượng cơ hội để bạn kiếm tiền không hề ít hãy chủ động thể hiện khả năng của mình đi tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy dù có tin xấu về công danh cũng như về tình cảm hoặc có sự lỡ lời khiến đưa đến sự mích lòng cũng không nên nóng nảy làm cho việc trở thành khó khăn thêm ngày có nhiều ưu phiền lo âu chủ yếu về mặt quan hệ giao thiệp nên cởi mở tài lộc trung bình cứ để yên mọi việc bình thường thì tốt ngày có khách đến hoặc có tin Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, Có sự hao tốn về mua sắm, sửa chữa các vật dụng trong nhà, nhất là các loại có liên quan đến điện, lửa. Tin tức đến chậm, có trở ngại. Trong nhà hoặc trong công sở có người đến thăm hoặc hỏi về chuyện hợp tác làm ăn. Nói chung ngày dễ gặp sự trắc trở, khó khăn nhưng cũng không phải là xấu. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp. Nên cẩn trọng không bàn đến chuyện người dễ bị hàm oan, trách oán. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Tất cả mọi việc nên cẩn trọng, bất cứ việc gì đến đều có sự chắc chờ trước mới có sự thuận lợi sau, cần nên có sự kiên nhẫn. Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp. Có lộc ăn hoặc có quà nhỏ. Có tin buồn, tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc. Ngày có tiệc tùng hoặc có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, có lộc ăn, quà tặng. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm chạp nhưng cũng không có sự thiệt thòi nên tìm lại những công việc cũ còn sót lại để giải quyết cho xong có lợi sau này tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim dù là công việc hay là tình cảm vui chơi cũng không nên kéo dài sẽ gây ra nhiều phiền toái hoặc không có kết quả có quý nhân hoặc bè bạn đến đem sự thuận lợi về công việc làm ăn nhưng cũng có tin buồn về sự lùng củng rắc rối trong vấn đề di chuyển đi xa tổ chức công việc tài lộc vào ra thất thường có sự thiệt hại về máy móc đồ đạc hao tài về tu bổ sửa chữa mua sắm có tin xa đã hẹn từ trước. Con số may mắn, 3, 6. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. Tử vi tuổi thìn. Vận trình tử vi ngày thứ bảy này đang gặp được chính ấn nhập mệnh, người tuổi thìn trong ngày này vẫn còn nhiều việc cần phải giải quyết chứ chẳng thể thành thơi nghỉ ngơi được. Guồng quay công việc cuốn bạn đi, có khi còn chẳng biết đã hết ngày từ lúc nào sự bận rộn của công việc khiến cho con giáp này quên ngày tháng bạn cố gắng nỗ lực hết sức vì không muốn những công sức trước đó mình bỏ ra bị đổ bể đành chấp nhận dù là ngày nghỉ cũng phải tăng ca song tham công tiếc việc quá mức dễ khiến cho con giáp này tinh thần căng thẳng mệt mỏi mà cơ thể cũng kiệt quệ lắm đó nha bạn cần phải cân đối thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tránh tình trạng này tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa không nên khởi sự ngay công việc đã định trước hoặc hành động chỉ nên có tính cách thăm dò tham khảo ý kiến của người khác hoặc chờ đợi tin tức mới hấp tấp vội vàng dễ đưa đến hao tốn bất lợi cùng sự xích mích bất hòa có điều nuối tiếc có tin xa tài lộc vào nhanh ra nhanh tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ mọi việc nên để tự nhiên không nên cưỡng cầu hoặc nóng vội sẽ có kết quả tốt bằng ngược lại sẽ gặp rủi ro thất bại mọi tin tức đến trong ngày đều dễ có sự đảo ngược trong thực tế chỉ nên chỉnh đốn tu bổ sắp xếp cho tốt những gì mình đang có tài lộc đến chậm hoặc có tin xa có lợi cho công việc cũng như cho tình cảm tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc việc như thế nào thì cứ làm như thế ấy không nên suy tính quá kỹ lại trở thành không tốt nên tránh những chuyện tranh cãi thị phi có tài lộc hoặc có tin tốt về công ăn việc làm tình cảm tiền của sự đáo hạn định kỳ có lộc ăn quà tặng tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có tin buồn hoặc tin xấu của thân nhân bè bạn hoặc có người đến nhờ và mình giúp đỡ nếu là người làm về kinh tế nên có sự nhẫn nại với khách hàng nhưng cũng không nên vì tình cảm mà gặp sự thiệt thòi hoặc phải miễn cưỡng mà làm sẽ không có lợi cho cả đôi bên tài lộc có được chút ít tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy có sự đi xa di chuyển quay về nơi trốn cũ gặp lại người cũ hoặc nhận được tin tức của họ có nhiều công việc cần phải giải quyết do có nhiều tin tức mới đem lại tài lộc trung bình, hao tài cho nhiều chi phí, di chuyển, mua sắm, quà tặng. Con số may mắn 48, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ tuất dậu thân. Tử vi tuổi Tỵ, xem từ ngày thứ bảy này cho thấy cục diện ngủ hành Tỵ mùi tương hội, báo hiệu con giáp này đang đứng trước cơ hội để nên duyên đôi lứa bạn và người ấy thực sự đã hiểu về nhau tình cảm cũng đủ lớn và mong muốn được về chung một nhà hôm nay hãy chọn giờ lành để về ra mắt hai bên gia đình hay giới thiệu đối phương với bạn bè thân thiết của mình còn trần trừ gì nữa mà không khẳng định chủ quyền của bản thân trong mối quan hệ này ngày này với những bạn còn độc thân thì hãy thử lắng nghe tiếng gọi của con tim mình xem nhé biết đâu đấy người ấy vốn đem lòng yêu bạn đã lâu nhưng trước giờ bạn chẳng hề hay biết mà đặt họ ở ngoài vùng tình cảm lứa đôi tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa sức khỏe không tốt có nhiều sự lo âu về công danh tài lộc cũng như về tình cảm có sự thay đổi bất ngờ hoặc nghe được tin tức về chuyện này có tin buồn nếu có tiệc tùng đình đám họ hẹn vui chơi cũng không được như ý hao tài về tu bổ sửa chữa mua sắm tiền định ký sự mong cầu về tiền bạc khó khăn, Tử Vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, thêm một chuyện thả bớt đi một chuyện, sẽ tránh đi nhiều chuyện phiền hà trong ngày. Mọi việc mong cầu về tài lộc, tin tức còn khó khăn không được toại ý. Có tin buồn, chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, sắp xếp lại công việc dễ hao tài. Nên cẩn trọng về lời nói, văn thư, giấy tờ dễ có sự thiếu sót, hiểu lầm, tranh cãi. Tử Vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, ngày không tốt, gia đạo hoặc trong công sở có nhiều việc xảy ra khiến mình phải giải quyết, lo toan, bận rộn. Có nhiều tin tức hoặc có thân nhân, bè bạn đến khiến mình phải tiếp hoặc phải bỏ ngang công việc nửa chừng. Có sự hoàn trả về tiền bạc hoặc phải mua sắm, sửa chữa. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, có khách đến nhờ vả về công việc soạn thảo giấy tờ, di chuyển, đi lại, các thủ tục về bảo trợ, bảo hiểm nên nhận lời. Ngày có tài lộc hoặc có sự thuận lợi trong công việc làm ăn cẩn trọng sức khỏe không được tốt, gia đạo có tin buồn nhưng cũng không đáng lo ngại. Không nên mưu cầu về lộc bất ngờ, không tốt. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, có tin tức ở nơi xa thông báo về kết quả công việc mà mình đã gửi đi từ trước hoặc trong nhà có người đi xa về tiệc tùng, đình đám. Sự mong cầu về tiền bạc tuy có gặp rắc rối, thiệt hại nhưng cũng không đáng lo ngại, vẫn có phần lợi lộc của mình. Ngày không nên di chuyển, đi xa bất lợi. Con số may mắn: 2,7. bảy. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, cam, quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. Tử vi tuổi ngọ, xem tử vi phương đông ngày thứ bảy này cho thấy tuổi ngọ sẽ có được nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Vợ chồng tuổi này dễ đón tin vui về đường con cái sau bao ngày trông ngóng đợi chờ, niềm hạnh phúc lớn lao sắp tới. Tuy nhiên, vận trình ngày này lại gặp thiên quan chiếu mệnh, điểm báo về nguy cơ mất tiền hao của do con giáp này quá cả tin mà trao cả khoản tiền lớn vào tay người không xứng đáng. Chuyện vay mượn tế nhị cần phải khéo léo để không mất lòng cũng không mất tiền. Ngoài ra, tuổi ngọ đừng mơ tưởng về đầu tư mạo hiểm để tăng thu nhập cho mình, đó có thể chính là nước cờ sai lầm của bạn đó. Không hiểu gì về lĩnh vực mình đầu tư thì tốt nhất không nên dốc hết vốn liếng vào đó. Tử Vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh Kim cẩn thận trọng trong khi tiến hành công việc có những sự việc xảy ra khiến phải bỏ dở hoặc tạm ngừng hoặc phải đổi phương hướng phương cách hành xử tài lộc tuy có nhưng phải có sự nỗ lực bền trí hoặc có kẻ tranh giành với mình hoặc có mà phải hao phân chia có tin tức ở xa nên nhờ quý nhân ở xa thăm hỏi tin tức trước khi hành động ngày có sự đáo hạn đến hẹn tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy ngày của đám đông hội ngộ hội họp họp mặt hoặc có nhiều tin tức đến tốt xấu lẫn lộn nhưng vui nhiều hơn buồn sự mong cầu về tiền bạc chỉ nên ở mức bình thường hoặc hãy để tự nhiên sẽ có kết quả tốt không nên thấy có lợi mà lại đòi tiến thêm sẽ không hay có cuộc đi ngắn hạn hao tài vì giao thiệp mua sắm tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa gia đạo có đình đám hoặc có sự họp mặt hội họp hoặc có tin tức của thân nhân bè bạn ở xa Ngày có sự thay đổi về công ăn việc làm, phương hướng hoặc có sự kết thúc về công việc. Việc chờ đợi đã lâu hoặc có hẹn ước nay có kết quả. Có sự thuận lợi về mong cầu tiền bạc, có hỷ sự, có sự hao tốn về sự di chuyển đi lại hoặc hao tài về xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, ngày của sự đến hẹn định kỳ, những việc đã có dự tính trước nay xuất hiện. Hoặc có sự kết thúc của việc làm và mở ra công việc mới tuy nhiên cũng nên xem xét lại kỹ lưỡng e có sự thiếu sót cần phải sửa chữa điều chỉnh ngày có tin vui hoặc có khách đình đám sự mong cầu về tài lộc tuy chậm nhưng sẽ có kết quả nên cẩn trọng khi sử dụng phương tiện di chuyển máy móc xe cộ tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc nên cẩn trọng trong khi di chuyển đi lại có rủi ro hoặc gặp trở ngại chút ít có sự gặp gỡ lại người xưa trốn cũ hoặc gia đạo có nhiều người vì tình cảm cũng như về việc làm mà đến sức khỏe không tốt, mọi việc chỉ nên ghi nhận không nên vội vàng giải quyết, tính toán e có sự thiếu sót, sai lệch đưa đến bất hòa, bực mình. Tài lộc trung bình, có tin buồn về sức khỏe của thân nhân, bè bạn. Con số may mắn, 5, 9. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, cam, hồng. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. Tử vi tuổi mùi. Tử vi hôm nay của 12 con giáp trong ngày thứ bảy này cho thấy tuổi mùi đang vướng trong một mớ công việc hỗn độn. Khối lượng công việc quá lớn khiến bạn bắt buộc phải làm việc trong cả ngày nghỉ cuối tuần này của mình. Tuy nhiên, với sự linh hoạt và sáng tạo, bản mệnh hoàn toàn có thể xử lý hết mọi vấn đề nhanh gọn. Với thành công giành được hôm nay, những chú dê hoàn toàn có thể được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn. Có điều, sự thành công trong sự nghiệp của bản mệnh hôm nay có thể sẽ bị đánh đổi bởi sức khỏe đó. Con giáp này nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, đừng mãi làm việc mà bỏ bữa, có thể mắc bệnh dạ dày đó. Tử Vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh Kim, ngày tuổi của buồn mạng, dù thấy điều gì có lợi cũng nên từ từ mà tiến và nên hỏi ý kiến của người trên hoặc người mình tin cẩn. Cần nhất là nên xem xét lại những vấn đề xưa cũ hoặc thu vén, sắp xếp tu bổ, sửa chữa về văn thư, giấy tờ, văn phòng, nhà cửa. Có tin xa, tài lộc trung bình, Tử Vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh Thủy ngày tuổi của buồn mạng có nhiều sự bận rộn lo toan cho công việc và hao tài tất cả đều chưa có kết quả cần phải bỏ công sức nhiều hơn và sẽ có kết quả tốt trong tương lai nên chú trọng sự góp ý của bè bạn người cộng sự trước khi quyết định ngày thuận lợi cho sự nhóm họp bàn thảo hao tài về mua sắm đi lại tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của buồn mạng nên có sự chậm rãi không nên quyết định vội vàng sẽ không có sự thuận lợi tốt đẹp tài lộc vào ra thất thường nhưng vẫn có lộc. Những việc tồn đọng ở quá khứ nên giải quyết cho xong như chữa bệnh, chỉnh đốn công việc, thu dọn những việc còn bỏ dở. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Chỉ nên giới hạn trong các công việc thường nhật. Không nên toan tính gì thêm sẽ không có lợi. Tài lộc trung bình. Có người đến nhờ mình giúp đỡ về công việc cũng như chuyện riêng tư, tình cảm, nhà cửa. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng. Gặp lại người cũ, có người đi xa trở về. Có tin tức không tốt ở xa về sức khỏe, bổn mạng của người thân. Không nên thay đổi dự tính công việc mới, chỉ nên theo lối cũ mà làm thì có kết quả. Không nên quá chú trọng vào ý kiến, lời hẹn của người khác. Cầu tài khó khăn, việc mua bán còn gặp trắc trở. Cẩn trọng sức khỏe không tốt. Con số may mắn, 3, 8. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cam quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Tử vi tuổi thân. Xem tử vi ngày ngày thứ bảy này chỉ ra rằng, người tuổi thân có thể vướng phải họa mất tiền do kiếp tài hết lần này đến lần khác đe dọa, làm cho bạn mù quáng tin tưởng người không đáng tin, dốc tiền vào nơi không nên không phải. Hơn thế nữa, bản mệnh còn xa đà vào thú vui mua sắm, trong khi những thứ bạn mua chưa chắc đã là thứ bạn cần, chỉ là bản mệnh thấy thích thú và mong muốn thỏa mãn thú vui của mình mà thôi thổ dưỡng kim trong ngày hôm nay chuyện tình cảm đôi lứa của những chú khỉ sẽ thăng hoa nhanh chóng bạn và người ấy đi đến thống nhất trong mối quan hệ không còn mơ hồ về chuyện tương lai nữa tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy sự mong cầu về tiền bạc dù có đến cũng phải chịu nhiều điều kiện hoàn cảnh khắc khe hoặc nhọc nhằn công việc dù có đang gặp chuyện trắc trở cũng có cơ hội hoặc được quý nhân bè bạn giúp đỡ có tin xa có người khác phái nhờ và mình có sự thay đổi nhỏ về phương hướng làm ăn hoặc nhận được sáng kiến mới để giải quyết công việc kết quả tốt là nhờ sự ăn ở đạo đức của mình đối với mọi người trong quá khứ tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nếu có tài lộc chỉ là thành quả của việc làm tận tình của mình ở quá khứ có thể là quà tặng niềm vui hoặc vì nhân nghĩa nặng tình mà có người đem đến cho mình điều lợi điều vui mọi việc không nên tính toán có tin về sự lỗi hẹn rời hẹn hoặc có tin không kết quả về việc làm của thân nhân bè bạn tình cảm tốt ngày của sự đáo hạn đến hẹn định kỳ tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ không nên để mình bị lôi cuốn vào những việc đang xảy ra hoặc công việc bị trắc trở khó khăn mọi việc nên chậm rãi từ từ giải quyết hoặc nên để vào ngày khác tài lộc trung bình mong cầu về tin tức còn chậm tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc mọi việc không nên cưỡng cầu chỉ tự làm khổ mình có quý nhân đến giúp đỡ về mặt làm ăn hoặc có tin tốt về việc làm đã đến lúc cần phải thay đổi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính từ lúc trước. Tài lộc đến bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, không nên tiến thêm. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Có sự kết thúc hoặc khởi đầu lại cho công việc. Có nhiều tin tức thuận lợi cho công việc làm ăn. Mọi dự tính đều phải thay đổi cho phù hợp với thực tế. Gia đạo yên vui hoặc gặp được thân nhân, bè bạn tốt lành. Tài lộc trung bình. Con số may mắn, 2, 6. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ tí, thìn, dậu. Tử vi tuổi dậu. Tỷ kiên chiếu mệnh cảnh báo tuổi dậu cần phải mềm mỏng và linh hoạt hơn, nếu không người chịu thiệt sẽ chính là bạn đó. Xem tử vi ngày thứ bảy này, bản mệnh có thể mất một số tiền lớn nếu cứ cố chấp làm theo ý mình. Trong ngày này chuyện đầu tư kinh doanh không thể chỉ dựa vào vận may. Có thể lần trước bạn may mắn thành công thu tiền về tay nhưng không có nghĩa lần này cũng vậy. Con giáp này có thể mất tiền mất của vì sự ngang bướng của mình. Bên cạnh đó trong ngày cũng có ngũ hành tương sinh, cho thấy đường tình duyên của bản mệnh đang có dấu hiệu khởi sắc. Biết đâu đấy, trong lúc khó khăn lại có người đưa tay ra giúp đỡ, đơn giản vì tình cảm mà người ấy dành cho bạn. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy có sự bận rộn về hội họp, nhóm bạn, bàn thảo hoặc có tin tức về công việc cần phải giải quyết. Ngày có đình đám, tiệc tùng, hội ngộ người thân và có hao tài chút ít về ăn uống, mua sắm. Tài lộc bình thường, nhưng thuận lợi cho công việc xây dựng, địa ốc, bảo hiểm. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa. Công việc đang tiến hành dễ bị ngăn trở, bỏ giờ nửa chừng, dễ bị phá ngang do người hoặc do các hoàn cảnh khách quan đem lại. Có khách đến hoặc nhà có tiệc tùng, đình đám có sự hư hại về lửa điện hoặc điện thoại đồ gia dụng hao tài về mua sắm tu bổ sửa chữa có tài lộc quà tặng lộc ăn có tin xa tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ ngày có nhiều biến động thay đổi từ công danh việc làm cho đến tình cảm có sự họp mặt gặp gỡ hoặc có tin tức của người thân bè bạn có tài lộc nhưng dễ hao về mua sắm quà tặng tu bổ sửa chữa có người đi xa gặp lại người xưa tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc mọi việc đến thì nên tiến hành nhanh chóng hoặc cố gắng giải quyết vì trong ngày còn có nhiều chuyện xảy ra có khách đến hoặc có tin khiến mình phải giao tiếp ngày có nhiều sự bận rộn vừa về công việc vừa về tình cảm đông người có người mang tin buồn cần nhờ mình giúp đỡ cũng có tin vui về họp mặt gặp gỡ tiệc tùng tài lộc vào ra thất thường tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có tin vui về công việc làm ăn Tuy nhiên cần phải cẩn trọng khi nhận được tin tức hoặc sự đề nghị, có thể do sự hiểu lầm, tin tức đảo ngược với thực tế. Có cuộc đi ngắn, tài lộc trung bình, có tin xa. Con số may mắn, 17, Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, vàng. Quý nhân phù trợ tị, sửu, thìn. Tử vi tuổi tuất, ngày thứ bảy này vận trình tử vi chỉ ra rằng cục diện mùi tuất tương phá tuổi tuất đang bị ảnh hưởng bởi cục diện này nên mối quan hệ tình cảm của tuổi tuất tưởng chừng mới chớm nở đã sớm úa tàn sự khác biệt về quan điểm khiến cho đôi bên khó lòng đi đến cuối con đường có thể bản mệnh đã hơi vội vàng khi đưa ra quyết định tiến tới trong mối quan hệ này chưa tìm hiểu nhau đủ lâu nên giữa hai người còn tồn tại nhiều vướng mắc mâu thuẫn có thể bùng nổ từ những chuyện nhỏ xíu các cặp vợ chồng không thực sự hài lòng về đối phương nhưng không muốn nói ra làm mất hòa khí gia đình tuy nhiên đó cũng không phải là cách hợp lý bởi mâu thuẫn tích tụ lâu ngày có thể khiến tình cảm phai nhạt tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa mong cầu về tiền bạc nếu có thì cũng gặp sự hao tán hoặc trắc trở ngày có nhiều chuyện đến cần phải sắp xếp hoặc có đám tiệc việc đi xa nên chậm rãi chờ vào một ngày khác mới tốt ngày thuận lợi cho việc sửa chữa tu bổ dọn dẹp sức khỏe không tốt hoặc có tin buồn về sức khỏe công danh bổn mạng tiền bạc của người thân có người muốn xen vào chuyện tình cảm tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nếu có tin tức hoặc có người đến mời mình hợp tác làm ăn thì nên suy nghĩ chớ hấp tấp quyết định nhanh chóng còn nhiều ẩn ý của họ ở phía sau chỉ đem lại lợi ích nhỏ nhoi có sự gặp gỡ của thân nhân bè bạn hoặc có tin tức có sự hao tốn về giao thiệp mua sắm tiệc tùng có tài lộc tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc có sự bàn thảo hội họp về công ăn chuyện làm chuyện đi xa thay đổi kế hoạch làm ăn hoặc thay đổi về nơi ăn trốn ở nhà cửa nhận được tin tức của thân nhân bè bạn ở xa về di chuyển tin gặp lại người xưa tài lộc còn chậm dễ hao tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim không nên để tình cảm xen lẫn vào công việc của mình nếu có sự mong cầu về tình cảm giao thiệp cũng nên từ từ chậm rãi vì niềm tin của họ đối với mình chưa đủ cần nên nhẫn nại hoặc có sự thiệt thòi đôi chút sẽ có kết quả tốt có tin tức ở xa, có tài lộc, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Việc dù tốt đẹp đến mấy cũng phải đề phòng bất chắc. Công việc cần phải có nhiều người giúp, có sự hội họp, bàn thảo các vấn đề gặp sự trắc trở trên phương diện kỹ thuật, máy móc. Nói chung là mọi việc đều phải thay đổi. Nhà có đông người, ngày của tài lộc đáo hạn, định ký. Có chuyện bực mình, hoặc có tin buồn trong gia đạo. Con số may mắn, 2, 5. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường trắng nâu quý nhân phù trợ thân dần ngọ tử vi tuổi hợi vận trình ngày thứ bảy này xem tử vi cho thấy tuổi hợi đang thấy mình thật hạnh phúc khi vẫn có những người mình yêu thương ở bên bản mệnh sẵn sàng làm tất cả mọi việc để giữ gìn hạnh phúc này với bạn tuổi hợi có thể dành hàng giờ ở bên người thân mà không thấy chán thời gian này bạn dành cho mọi người mong muốn kéo gần khoảng cách giữa các thành viên thân thiết với nhau hơn chia sẻ tâm sự với nhau nhiều điều trong cuộc sống của mình tất nhiên cũng có những lúc mọi người bất đồng quan điểm với nhau nhưng bạn tin rằng tình cảm đôi bên đủ bền chặt để bỏ qua tất cả dù sao cũng là người trong một nhà chuyện gì mà không giải quyết được cơ chứ tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa mọi việc không nên hấp tấp tiến hành nhanh chóng dù sự việc có cấp bách càng chậm càng tốt sẽ có lợi nên tiếp tục lắng nghe hoặc chờ đợi tin tức mới sẽ có kết quả tốt ngày có nhiều tin tức hoặc có tiệc nhỏ nhà có nhiều người đến có tin buồn về sức khỏe của người thân ở xa hao tài về mua sắm giao thiệp tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ không nên mưu cầu tiến hành những việc lớn lao ra đi cũng có sự trở ngại hoặc không có lợi gì mọi tin tức đến dễ có sự cháo trở đảo lộn ngày nên thu vén sắp xếp lại công việc cho ổn định nên nghỉ ngơi không nên tính toán có tin xa tài lộc vào ra thất thường có lộc nhỏ tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc có tin tức đi xa của thân nhân hoặc bè bạn có cuộc gia đi ngắn hạn nhà có tiệc tùng đình đám hoặc được mời dự tiệc có lộc ăn có sự tu bổ sửa chữa hoặc mua sắm tài lộc trung bình ngày có nhiều công việc bận rộn về giao thiệp xử thế khiến cho tiến trình làm việc dễ bị đứt đoạn tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim vấn đề tình cảm không nên cưỡng cầu và cũng nên khéo léo trong sự giao tiếp để khỏi gây sự buồn phiền cho họ về việc làm nên thẳng thắn nói lên sự trở ngại khó khăn khi có người muốn nhờ mình giúp đỡ có tin buồn về sức khỏe công danh của bè bạn người thân có tài lộc có người đi xa gặp lại người xưa hoặc có tin tức của họ tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy có tin buồn về sức khỏe của thân nhân bè bạn hoặc có tin xấu về chăn nuôi súc vật Ngày của sự đáo hạn, định kỳ, đến hẹn. Hao tài về mua sắm, tiệc tùng, giao thiệp. Có lộc nhỏ. Con số may mắn, 4, 7. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ, tí, sửu, mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.